Hello các đại ca, Phương Súp xin gửi tới tất cả các bác khách hàng lời chào thân thiết nhất. Vâng, xin mời các bác hãy cùng đến với trung tâm điện tử Anh Phương và hãy cùng ngồi bệt xuống đường nhựa này để cùng ngắm nhìn dàn súp cũng như được thưởng thức cái chất âm cực kỳ mạnh mẽ, uy lực của những dàn súp mà Phương Súp đang có hiện nay. Các bác ngắm nhìn dàn súp này xem là các bác tuyển em nào thì alo cho anh Phương sớm. Và xin cảm ơn tới tất cả các bác khách hàng đã đăng ký kênh của trung tâm điện tử Anh Phương. Và hãy cùng like, chia sẻ và cùng nở những nụ cười để chúng ta cùng tham khảo những sản phẩm âm thanh chất lượng nhất có tại trung tâm điện tử Anh Phương. Hãy đi từ những phân khúc hàng gọn gàng nhỏ hơn, đó là dòng súp của hãng EV với công nghệ của Nhật Bản và được sản xuất lắp ráp tại Đài Loan. Chúng ta đang được sở hữu một quả súp bát 40 cực gọn và tiếng thì cực phê luôn các bác. Trong cái con này nó có cái điểm hay của nó riêng là cái lưới của nó không kín hoàn toàn mà nó kiểu lộ lưới. Bên trong của nó giống như kiểu là chúng ta đang được ngắm nhìn một cái một cái vẻ đẹp cực kỳ là tiềm ẩn phía trong này. EV thùng của nó được bọc bằng sơn gỗ màu vân gỗ rất là đẹp, đặt trong những phòng khách sang trọng và đặc biệt là những phòng mà chúng ta thấy rằng là hàng đẹp thì chúng ta thấy rằng là đựt vào đâu cũng được các bác. Mã có gió là 115SA với công suất là 400W một quả, được lắp ráp tại Đài Loan với công nghệ của Nhật, hàng chính hãng, được bảo hành 1 năm. Sản phẩm này sẽ dành cho những bác khách hàng, ưu tiên những bác khách hàng mà muốn những sản phẩm âm thanh hay, đầu tiên là hay, sau đó là sang trọng để đặt vào những cái phòng khách hoặc là những bộ ghế sofa hoặc là những cái phòng chung cư gọn gàng xinh xắn thì chúng ta sử dụng những quả súp này. Đấy. Hơn nữa rằng quả súp này sẽ loại bỏ hoàn toàn những cái vướng mắc cũng như là những cái lo lắng khi các bác chơi những dòng súp Mỹ. Dòng súp bãi các bạn. Nhiều bác là chơi kiểu là ăn chắc mặc bền, chơi súp mới cho nó an toàn, thì chúng ta có thể tìm được những cái quả súp hàng hãng chính hãng như thế này. Và các bác đang được lắng nghe, vâng, các bác đang được lắng nghe sự trình diễn của con súp Mio mà chúng ta đang được quan sát này. Đây là một trong những dòng súp với công nghệ của Mỹ và với cảm hứng thiết kế từ những dòng súp của hãng JB. Nó vuốt cạnh bo hai bên này làm cho quả súp nó rất là mềm mại và rất là sắc nét. Đấy. Con này sử dụng một quả bát 50 nhưng mà về thiết kế chúng ta cảm giác rằng nó có gì đó nó còn rất là gọn gàng. Đấy. Con súp này thì nó thiên về chiều sâu, chúng ta quan sát cái chiều ngang kích thước của nó. Chiều ngang của nó chỉ rơi vào con 52 thôi các bác. Còn chiều sâu của nó đặt đỉnh 70. Còn chiều cao của con này nó rơi vào khoảng độ 57 phân. Một cái bí quyết để cho chúng ta có tiếng súp bát mạnh và phóng xa đó chính là cái cấu trúc súp, đó nó thiên về chiều sâu. Thì cái nội lực của nó được dồn nén về phía trước này, cho nên là những cái quả súp bát như thế này chúng ta cảm giác đánh nó rất là lực và có cái độ tức riêng của cái quả súp này. Súp Mio công nghệ của Mỹ, nó được bán với giá là 8.500.000 đồng các bác nhé. Những bác nào mà thích chơi những dòng súp hay thì đây là những dòng súp cực kỳ hay luôn các bác. Giá thành rất hợp lý mà tiếng thì thôi rồi các bạn. Đánh với đẩy crowd hoặc đẩy hai kênh mà đánh những quả súp này cộng hưởng vào quá tuyệt. Còn đây là quả súp bát của hãng HZ, súp bát 40, dòng súp bãi xịn. Bát 40 chúng ta quan sát thấy rằng con này nó có hai cái cửa, đây là cửa mặt của nó đánh qua cửa này. Đấy. Hai lỗ thoát khí này. Sau đó nó cộng hưởng và bổ sung thêm cái ma trận thùng, đó là cái hầm ở đằng bên này. Nó sẽ cộng hưởng làm cho tiếng súp nó mềm mại hơn, nó có độ sâu và độ khỏe. Đây là dòng súp của hãng HZ. Về chiều ngang của súp HZ nó rơi vào khoảng độ 68 phân. Và chiều sâu của nó rơi vào khoảng độ 53 phân. Còn chiều cao của quả súp này nó khoảng 50 phân. Đấy.
Súp HZ này thì hàng bãi xịn cho nên là giá thành rất hợp lý. Anh em ta thấy rằng là hầu như hàng về đến đâu thì hết luôn đến đấy. Một con súp HZ bên trung tâm điện tử Anh Phương đang giao bán với giá chỉ có 6.200.000 đồng. 6.200.000 đồng chúng ta đây một quả súp điện cực xịn, đảm bảo hay luôn. Còn những bác mà muốn tìm cái dòng súp thật cao cấp và chất lượng thì đó chính là dòng Vodka King. Vodka King nếu như dịch ra các bác sẽ hình dung là Vodka King, King là vua rồi. Vodka King tức là vodka là nói về âm thanh. Nếu mà nói dịch nghĩa của con này nó rơi vào là từ ngữ của nó có nghĩa là đây là vua của các dòng súp. Vua của các dòng súp luôn. Con này thì cấu trúc của nó với cái đặc điểm rất riêng. Đấy, học sinh đi về phi xe rồi. Cấu trúc riêng của nó có một cái đặc điểm kỹ thuật riêng. Đó là cái cửa này chúng ta thấy rằng nó tạo ra một cái đường máng. Nó tạo ra cái tiếng bát mà nó có cái độ lan tỏa rộng. Và đây là đường mặt của nó. Con này là dòng của B3. Đấy, dòng này là dòng súp của B3. Và đây là một trong những modem đỉnh cao của B3 luôn. B3 cho ra 3 mã, đó là logo là B3, một loại là 3G, một loại là Vodka King. Thì con này là một trong những dòng súp đỉnh cao của B3. Dòng súp này đã được rất nhiều anh em đánh giá rất cao về dòng súp này. Súp này hiện tại thì chúng ta thấy rằng là kết cấu của nó, chiều ngang của con này chắc nó rơi vào khoảng độ 70 sao đấy. Em nhớ không nhầm là chiều ngang của nó khoảng 70. Em đo như này để các bác cân đối về kích thước gia đình. 70. Chiều sâu của con này nó rơi vào khoảng độ 57 phân, 57,5 phân. Và chiều cao của con này nó rơi vào khoảng độ 54 phân. Con này nó có một cái đặc trưng riêng của nó. Về hãng B3 thì bao giờ cũng có cái tính toán, đó là có thể đặt súp theo tư thế nằm. Và nếu như cái không gian các bác mà chúng ta muốn để đứng thì chúng ta cũng có thể để đứng. Bốn chân của nó thiết kế sẵn bốn chân đây rồi. Đấy, súp Anh Phương tuyển thì các bác để ý thấy rằng là tất cả cái cấu trúc súp cũng như về hình thức thiết kế của nó còn rất là đẹp. Để các bác nhìn cái vỉ mạch nó mới thế này cơ mà. Vodka King, hàng đỉnh cao. Con này thì đánh phê như kiểu các bác vừa gọi là sơi thuốc. Phê nức nở luôn các bác. Mã là VS118BA. Có duy nhất một con thôi các bác nhé. Dòng súp này hiện tại đang có giá chỉ có 10.500.000 đồng. Đấy, con súp này giá 6.200.000. Các bác để ý kỹ là thùng vách của nó không có một vết. Em nói là những cái quả như thế này nó không có một vết luôn các bác. Đấy, như vậy này em đã báo giá với các bác là 3-4 cái loại mà Phương súp hiện đang có. Thì ở bác nào với cái khả năng đầu tư được đến đâu và với cái không gian gia đình nhà mình thì chúng ta có thể lựa chọn những cái quả súp nó hợp lý. Còn nói đến Phương súp thì các bác yên tâm mua hàng của Phương súp hoặc là mua hàng của thầy giáo thì yên tâm luôn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.